cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa chớp. Và hiện tại bên cửa hàng bên con mới vừa tách ra. Nói chung là cây này rất là khỏe nha cô chú. Đây là một cái cộng đầu, đây là cái cây lavender chớp. Mặt hoa chớp rất là đẹp nha cô chú. Và hiện tại cái dòng lavender này rất là hot cô chú. Và cây cực kỳ khỏe luôn, lavender chớp. Và con mới tách được một cộng đầu. Và giá tiền của nó hiện tại thì bên cửa hàng bên con sẽ bán ra để các cô chú mình về sưu tầm cái cộng đầu này, với giá tiền của nó là 2.500.000 cho cộng đầu nha cô chú. Đây là cây chớp lavender, mặt hoa rất là đẹp và hoa rất là chuẩn đó cô chú, hoa rất là chuẩn. Đây là cái chớp lavender nè, chớp rất là nét nha cô chú, cực kỳ đẹp luôn. Và đây là cái hình cây của cái chớp lavender nè cô chú. Và đây là một cái cộng đầu con mới vừa tách ra nè cô chú, và rễ nó đang có rễ xuống rồi nè, rễ này vẫn đang xuống rễ nha cô chú. Đây là lavender và đây là một cái cộng đầu rất là đẹp. Đang xuống rễ rất là nhiều nha cô chú. Và mã số của cộng này là mã số 1, con chỉ có mới ta vừa tách thôi. Nói chung là cây này rất là lực cô chú, đã đứng ngọn nên các cô chú mình cứ yên tâm, mình về mình sưu tầm đó, rất là khỏe nha cô chú. Đây là lavender, mình về mình trồng mình sẽ bám rễ liền luôn á, rất là lực lavender. Và đây là cái kích thước hiện tại của cái mầm cộng đầu lavender nha cô chú. Đây là cộng đầu rất là đẹp, kích thước là tầm khoảng 3-4 cm nè, nói chung là từ gốc tới đầu lá là tầm khoảng 6-7 cm. Đây là một cái cộng đầu nha cô chú, và cái mặt hoa là khỏi phải chê, từ vì hoa nó rất là đẹp. Đây là cái chớp lavender. Và tầm khoảng hôm bữa trước thì con đã mới tách được một cộng và con bán rồi, hôm nay thì con tách được một cộng mới nha cô chú. Giá là 2.500.000 để chớp lavender, mặt hoa rất là đẹp. Hai triệu 500.000 nha cô chú. Đây là một cộng đầu con mới tách ra luôn á, đã xuống rễ rất là khỏe. 2.500.000 một cái mặt hoa chớp rất là hot ngay thời điểm hiện tại nha cô chú. Lavender 2.500.000. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và đây là một cái cộng đầu đã đứng ngọn nên các cô chú mình thích cái mặt hoa này thì mình cứ nhanh tay về sưu tầm nha cô chú. Chớp lavender, mặt hoa rất là đẹp. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú.